52. Nếu không phải vì tôi thì bác Tống đã không ra nông nỗi này. Tại sao vậy? Tại sao lại có liên quan đến cô ta? Cô đừng nên trách Vũ Triết. Nếu không phải lúc đó tôi và Vũ Triết đang ôm lấy nhau thì bác Tống đã không hiểu lầm, cũng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn này. Trong chuyện lần này tôi cũng có trách nhiệm. Hai người Diệp Minh à, lúc đó tâm trạng của tôi không tốt, Vũ Triết đã không yên tâm về tôi nên mới tới an ủi tôi. Kết quả để cho bác Tống hiểu lầm rồi vấp ngã. Đủ rồi, ở đây không cần cô giả tờ bị đâu, ra ngoài đi. Không phải là anh nói Giai Minh có quyền được biết chân tướng hay sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. Bây giờ tôi đã biết được chân tướng, mời cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Vậy được, chúc bác Tống sớm ngày hồi phục. Vũ Trí, anh ra đây một lát, em cần nói chuyện với anh. Chuyện chính là như vậy. Di Lan nói không sai, trong chuyện lần này anh có trách nhiệm rất lớn, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với bác Trâm. Vậy mình, em nói cái gì đi, em cứ như vậy càng khiến cho anh cảm thấy lo sợ đi. Dù cho em có hận anh cũng tốt hơn là chúng ta hiện nay. Anh nói em làm sao hận anh được? Vũ Triết, chuyện lần này quả thật là sự cố ngoài ý muốn. Em không thể nào trách anh, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà em thật sự không thể nào chấp nhận được. Ba em chỉ vì anh và Dĩ Lan nên mới thành ra nông nỗi này. Tình cảnh như bây giờ, anh bảo em phải làm sao để đối mặt đây, em thật sự không biết. Diệp Minh à, anh đi đi, em còn phải chăm sóc cho ba nữa. Khoảng thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Mẹ, mẹ lúc nào cũng chơi trò nhốt người này hay ho lắm sao? Chia rẽ uyên ương đã là trò của người cổ đại rồi. Con trai ngốc à, nếu không có mẹ thì con đã bị gạt đến bản thân còn không hay biết gì. Con tự mà xem đi. Hôm nay mẹ đã đi gặp Vũ Hy. Mẹ không ngờ rằng cô ta lại là một người như vậy. Không tìm được cha ruột của đứa bé, liền lấy con ra làm bia đỡ đạn. Uổng công, con lại thích cô ta tới vậy. Mẹ, mẹ nghĩ con là đứa trẻ mới lên ba sao? Thực ra mẹ đã làm những gì mới có thể ép cô ấy viết ra những dòng này? Con làm gì vậy chứ? Hả? Trước giờ mẹ vẫn luôn phản đối con và Vũ Hy, con không trách mẹ. Nhưng nếu mẹ cứ tiếp tục tổn thương cô ấy thì con sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ. Con chỉ vì cô gái này mà muốn cắt đứt quan hệ mẹ con giữa chúng ta sao? Mẹ ra ngoài đi.
Alo, con Kim. Chẳng phải em đã nói anh đừng đến nữa sao? Anh chỉ là... anh... Vừa nãy Dĩ Lan có gọi điện cho em, nói hôm nay chú Lý bị Dĩ Lan tố cáo. Bây giờ anh nên ở bên cạnh chú ấy. Anh không yên tâm vậy em. Anh muốn chăm sóc cho em. Bây giờ khi em nhìn thấy anh, chỉ gợi nhớ đến chuyện của ba vì anh và Dĩ Lan mới bị thương bất tỉnh. Em xin anh đừng xuất hiện trước mặt của em nữa. Xin anh đừng để em phải nhớ lại những chuyện đó, có được không? Dì Minh à, anh thực sự khiến em chán ghét đến như vậy hay sao? Em cũng chẳng muốn trách cứ gì anh, nhưng mà hiện nay sự thật ở ngay trước mắt, quả thật em cảm thấy rất khó xử. Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi được không? Còn thứ này, anh hãy nhận lại đi. Em tạm thời không muốn nhìn thấy nó. Con không phải là con trai ba sao? Ba và con đã lâu rồi không ngồi uống rượu chung với nhau. Đi, uống với ba một ly đi. Ba sai rồi, đừng uống nữa. Ba vẫn chưa say đâu, chỉ là ấm ức trong lòng. Công ty ba từng chật vật cả đời để gây dựng lại sắp trắng tay. Ba cực khổ vất vả kiếm tiền về cho mọi người, nhưng cả nhà không ai hiểu cho ba hết. Đến cả con trai mình cũng hận mình nữa. Ba, con không có hận ba. Tuy rằng trong một số chuyện chúng ta thường xuyên vì ý kiến bất đồng mà nảy sinh mâu thuẫn với nhau, nhưng mà thâm tâm con vẫn luôn ghi nhớ ba mãi mãi chính là ba của con. Chủ Triết à, nếu công ty cũng mất luôn, vậy chúng ta sau này phải làm sao đây? Trước khi chẳng phải ba từng nói với con là xe đến chân núi ắt sẽ có đường mà. Vậy thì cứ bước nào hay bước nấy. Ba yên tâm đi, còn có con, dù khó khăn cách mấy chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua mà. Vũ Triết, nếu như nói vậy, con chuẩn bị trở về nhà sao con? Em nhớ anh quá đi. Em thật sự rất nhớ anh. Sao hả? Gặp lại anh em có cảm giác gì? Rất gây cấn đó. Chúng ta nói chuyện cùng nhau bỏ trốn bấy lâu nay giờ cũng thành hiện thực rồi. Vậy chúng ta tìm thị trấn nhỏ xinh đẹp nào đó ở vùng Giang Chiết ẩn nấu đã. Tạm thời lánh mặt một thời gian cũng để gia đình được phen lo lắng, để khi thời cơ chín mùi chúng ta mới nói chuyện kết hôn với gia đình. Thấy sao?
Dĩ Hi, từ sau khi em phát hiện anh lên chức ba, càng lúc anh càng ra dáng đàn ông đó. Đương nhiên rồi, hai người làm gì vậy? Bây giờ là đang bỏ trốn, mau lên đi. Trên xe cũng trò chuyện được mà, mau lên. Đi thôi. Mau lên, mau lên. Đi thôi. Trên đường nhớ phải cẩn thận, có gì cứ gọi điện thoại nha chưa. Hôm nay trên đường cao tốc Hộ Hàng, một chiếc xe khách đã đâm vào một chiếc xe hàng, khiến 6 người tử vong. Nguyên nhân sự cố hiện đang được điều tra. Ngoài ra có 12 người khác bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Ông xã à, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông xã à. Con gái, con không sao chứ, có bị thương gì không? Trong người thấy khó chịu chỗ nào? Là mẹ đây lo chết đi được. Mẹ à, làm sao con biết bỏ nhà đi bụi lại gặp phải những chuyện như vậy chứ? Ngoan, mẹ... ngoan, không sao hết rồi hả? Đều tại cậu. Cậu lại dạy nó trốn nhà đi bụi sao? Nè, sao cậu không thể chăm sóc tốt cho nó? Con gái của tôi trước giờ chưa từng phải chịu khổ đến như vậy. Cậu ra ngoài cho tôi, không được đến nhà chúng tôi nữa. Dì à, con xin lỗi, đó là lỗi của con. Sau này con sẽ không dám làm vậy nữa. Nhưng con thiệt lòng rất yêu Vũ Hi. Dì yên tâm, dì giao em ấy cho con. Con cam đoan cả đời em ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy nữa. Cậu đừng có mơ mộng nữa. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Dì à, dì khoan hồng độ lượng, tha thứ cho sơ suất nhỏ này của con đi. Sơ suất nhỏ hả? Nếu mà nói như vậy, cậu sơ suất thêm vài lần nữa thì con gái của tôi chắc mất mạng rồi. Sảnh Lan à, cậu ta cũng đã biết mình sai rồi, thì cứ xem như cho cậu ấy thêm cơ hội đi. Chú à, cảm ơn chú đã hiểu cho con. Con nói với Vũ Hi là một lòng một dạ. Diệp Dĩ Hiên, sau này cậu phải chăm sóc con gái tôi thật tốt luôn. Ê, ông xã, chẳng phải ông luôn phản đối hai đứa nó sao? Con cũng có rồi còn gì. Dĩ Hiên à, cậu là một người đàn ông thì cần phải gánh lấy trách nhiệm. Hãy mau chóng làm giấy kết hôn cho sớm, rồi sau đó tiến hành lễ cưới luôn đi. Ba, ba nói thật sao? Sao ông lại lừng lời của chú chứ? Chú ơi, à không, ba, cảm ơn ba. Con thật sự cảm ơn ba. Ba chính là cha mẹ tái sinh của con. Kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa, con chết con cũng sẽ không tha cho ba đâu. Anh này đang nói cái gì vậy? Anh từng nói với em, rồi có ngày họ sẽ hiểu cho hai chúng ta. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này rồi. Em đợi đó, sáng mai anh về lấy giấy tờ rồi chúng ta đi đăng ký. Ê, nhưng nhà anh lúc nào mà chẳng có người. Lỡ như vậy đó, anh bị họ bắt giữ lại thì phải làm sao? Em không muốn phải xa anh nữa đâu. Em yên tâm, nội anh đang nằm viện rất cần người chăm sóc. Trong nhà có người thì phải ở bệnh viện, có người thì lại ở công ty, chắc chắn không có ai đâu mà. Tốt quá rồi. Nè. Không uống. Uống đi. Sao vậy? Con gái bà sắp kết hôn mà không vui sao? Đám cưới chạy bầu, còn phải kết thông gia với nhà bà Trần Lệ Hoa đó, vui cái gì chứ? Chẳng phải ông vẫn luôn miệng nói nếu không vì bà ấy, gia đình chúng ta lại có thể thành ra nông nổi này sao? Thật ra thì bà Trần Lệ Hoa đó còn không vui hơn cả bà nữa. Ông nói cái gì vậy? Trần Lệ Hoa trăm phương ngàn kế muốn cho con trai bà ấy chiếm cổ phần quả bổn. Giờ hai đứa nó kết hôn với nhau thì có một nửa là của Vũ Hi rồi. Vậy tức là một khi hai đứa nó kết hôn... Phải, bất kể Trần Lệ Hoa có chiếm được gì đi nữa thì phần nửa là của Vũ Hi nhà mình. Như vậy bà còn chưa dự ý sao? Ấy, đầu óc ông cũng sáng suốt thật đó. Không phải tôi sáng suốt, mà là ý trời đó. Ấy. Tôi có nghe một người bạn nói tập đoàn Quả Bổn chuẩn bị sáp nhập với Lý Thị. Nếu muốn mua cổ phiếu của tập đoàn Quả Bổn, tốt nhất nên nhân lúc này ra tay. Tập đoàn Quả Bổn sẽ sáp nhập vào Lý Thị. Tiền bối, tin này liệu có đáng tin không? Đúng vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Phải mua bao nhiêu cổ phiếu mới có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Quả Bổn đây? Tính toán sơ bộ, ít nhất phải nắm được hơn 50% cổ phần thuộc về phía bà thì mới được. Có điều thu gom quy mô lớn như vậy nhất định sẽ khiến đối phương chú ý. Hơn nữa, chỉ cần mua vượt quá 5% thì đã phải phát hành thông báo. Nếu không muốn để cho đối phương phát giác, tôi đề nghị hãy giao cho tôi làm người ủy thác, dùng danh nghĩa của công ty tiến hành thu gom. Tốt nhất là thêm cả tên của Dê Minh vào trong đó.
Không được, đây đều là tài sản của dì Ngô, sao có thể ghi tên em vào được chứ? Giai Minh à, bây giờ con là người mà dì tin tưởng nhất, nếu con không chịu nhận lời thì phi vụ này sẽ không thể xong được. Cứ vậy đi. Vậy thì bây giờ cần có bao nhiêu tiền? Ít nhất phải có 2,5 tỷ. Số tiền này có vẻ hơi lớn đi. Vậy đi, tôi sẽ điều tạm tiền quỹ ở trong ngân hàng ra, sau đó đem toàn bộ số nhà cửa, kể cả ngôi biệt thự cổ này đều thế chấp cho ngân hàng để vay vốn. Số còn lại tôi sẽ nghĩ cách sau. Điều quan trọng nhất chính là phải trở thành cổ đông lớn nhất của Quả Bổn. Được, tôi hiểu rồi, xin bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng mà. Dì Ngô à, dì dốc hết tất cả ra liều như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Cũng nên chừa cho mình một con đường lui, lỡ như chúng ta thất bại thì sao? Dạy mình, tất cả mọi hậu quả dì đã lường trước rồi. Dì muốn cho nhà họ Diệp một bài học, dù phải trả giá đắt hơn nữa dì cũng bằng lòng bỏ ra. Vậy làm phiền cậu. Bà cứ yên tâm nha. Nè, dì phu nhân. Hả? Chúng ta giờ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có cảm nghĩ gì? Em nói thử chúng coi, nói đi bà. Chúng ta trải qua bao đắng cay ngọt bùi, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Lý Vũ Hy, em về đây vậy chỉ là chút chim bé nhỏ. Được rồi, được rồi, hai đứa đừng có ở đó mà nói nhảm nữa. Chúng ta mau kiếm chỗ nào ngồi xuống để ăn mừng đi ha. Dạ được. Đi thôi. Chụp tấm hình kỷ niệm ra chứ. Đúng. Dạ. Còn phải đem khoe với mấy đứa bạn thân nữa chứ. Bà nhớ chụp con đẹp một chút nha. Chụp chân con dài chút nha. Chụp mặt con nhỏ một chút. Xong rồi. Xem cái đã. Đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy. Nhảy rồi đứa con bây giờ. Được anh rồi, nói được coi rồi. Lúc em mặc sơ đi cưới thì phải xem không thế nào đây. Sao, em là cô dâu đẹp nhất mà. Con trai của cô hôm nay đã chính thức kết hôn với con gái tôi rồi. Chị Xui à, chị cảm thấy thế nào hả? Cùng với đứa con gái nhà họ Lý, còn kết hôn nữa sao? Có phải cô còn chuyện gì đang giấu tôi không? Mau nói đi. Mẹ, mẹ nghe con giải thích trước đi. Là con bé đó vẫn cứ luôn bám theo Dĩ Hiên nhà chúng ta. Dĩ Hiên mấy hôm nay đã bỏ nhà đi, làm sao con biết được nó lại chạy đi kết hôn với con bé đó chứ? Dĩ Hiên bỏ nhà ra đi. Nói sao đi nữa, Dĩ Hiên cũng là cháu trai độc tôn của nhà chúng ta. Hôm nay dù có phải đem cả tập đoàn Quả Bổn dần hết cho nó thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thằng bé cũng chẳng còn nhỏ gì, hỡ chút thì lại bỏ nhà ra đi. Xin hỏi tương lai nó có làm nên trò trống gì hay không? Được, con nhất định sẽ lôi nó về nhà, bắt chúng nó ly hôn. Con nói cho mẹ biết, đều là họ Diệp cả, mẹ cũng không thể bên trọng bên khinh đâu. Được, nếu con trai của cô đã kết hôn với con gái của nhà họ Lý, vậy tôi cũng nói trước với cô, nhà họ Diệp tôi không có đứa cháu trai này, cũng sẽ không đem cổ phần nhà họ Diệp để lại cho nó đâu. Mau tìm nó về đây cho tôi. Mẹ cứ đợi đó. Về chuyện công ty tài chính đang thu mua cổ phần của tập đoàn Quả Bổn chúng ta, đã điều tra đến đâu rồi? Đã điều tra được rồi. Lần thu mua hàng loạt này hoàn toàn là vì hành vi cá nhân. Hành vi cá nhân? Phải. Có biết đó là ai hay không? Là một người tên là Ngô Tố Bình. Bà ta ủy thác cho người có tên là Lục Diễn Hàng tiến hành đầu tư.
tố mình. Sao bà ấy lại làm như vậy chứ? Cậu có nhầm lẫn hay không? Chúng tôi không thể nào nhầm được đâu. Đã chứng thực qua, đúng là bà ấy. Ba. Chuyện này là thật sao? Ngô Tố Bình thực sự đang thu mua cổ phiếu của Quả Bổn sao? Con đã nghe rồi đó. Bà ta cho rằng chỉ dựa vào mấy đồng tiền nhặt rác của mình thì có thể mua lại Quả Bổn à? Để con đi tìm bà ta. À, Dĩ Lan à, con không cần phải làm như vậy. Ba. Dĩ Lan, ba không cho phép con lại ra ngoài gây sự nữa. Nói sao đi nữa thì bà ấy cũng là mẹ của con. Mẹ con à? Người phụ nữ chẳng những ngoại tình còn bỏ rơi chồng con, không có tư cách để làm mẹ con. Không, 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 bây giờ không. Dĩ Lan, mọi chuyện không phải như con đã nghĩ đâu. Ba không cần biện hộ cho bà ấy nữa. Loại phụ nữ vô trách nhiệm như vậy, con nhất định phải bắt bà ta trả giá. Dĩ Lan, Dĩ Lan. Hóa ra những thứ này chính là nguồn thu nhập của bà hay sao? Nè, con muốn làm cái gì vậy? Bà cho rằng chỉ với mấy đồng tiền này là đã có thể mua được Quả Bổn của chúng tôi sao? Bà không cảm thấy mắc cười lắm hả? Mắc cười? Cô về mà tra thử coi, là ai đã đội mưa đội gió từng chút một gây dựng lên Quả Bổn chứ? Hả? Tôi không cần phải biết chuyện đó. Tôi chỉ cần biết là tôi phải mua lại căn biệt thự cổ này, sau đó tống cổ hết các người ra được. Cô bỏ ý định đó đi. Dù có nghèo chết cũng không thể nào bán căn nhà này. Vậy cứ chờ mà coi đi. Bà sẽ biết được kết cuộc khi chống đối với tôi là như thế nào. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi không nên tin vào những lời của bà nội cô. Tôi càng không nên để cô ở lại đó. Tôi càng sai lầm vì đã không thể dạy dỗ cô. Diệp Dĩ Lan, cô có biết tôi là ai không? Tôi là mẹ ruột của cô. Là mẹ ruột của cô đó, cô có biết hay không vậy? Tôi biết chứ. Bà là mẹ tôi thì đã sao? Hạng người như bà thì có tư cách gì làm mẹ của tôi? Cô biết à? Cô đã biết tại sao còn làm những chuyện hại người hại mình như vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho bà biết, tôi vốn dĩ không quan tâm thứ được gọi là mẹ ruột giống như bà đâu. Người thân duy nhất của tôi trên đời này chỉ có ba và bà nội tôi. Những người khác không có tư cách chỉ tay năm ngón đối với cuộc đời của tôi. Diệp Dĩ Lan, Diệp Dĩ Lan. Cảm ơn. Mẹ đã đến giờ uống thuốc. Mẹ, mẹ hãy xem có ai đến thăm mẹ đây. Dĩ Hiên. Bà nội, xin lỗi, con đã sai rồi. Mẹ, mẹ xem, Dĩ Hiên cũng đã nhận lỗi rồi, sau này sẽ không làm bừa nữa đâu.
Bà nội, con cam đoan sau này dù bà có nói gì con đều sẽ nghe theo hết. Dì mới là đứa cháu ngoan của nội chứ. Mẹ à, Dĩ Hiên giờ cũng đã về đây rồi. Mẹ xem dù cổ phần của công ty thì phải nên... Cô cứ yên tâm, cứ theo thỏa thuận trước đó của chúng ta, sẽ đem 8% cổ phần của công ty giao lại cho Dĩ Hiên. Cảm ơn mẹ. Anh, cô đây là... Ừ. Sao lại là cô ta? Chuyện này là sao? Con vẫn còn qua lại với con gái của Lý Kiến Quốc hay sao? Bà nội à, con và Vũ Hy đã... À, mẹ à, nó và Vũ Hy đã chia tay rồi. Là con bé đó cứ mãi luôn bám theo nó thôi. Vậy thì dễ thôi. Đến công ty thuê thêm vài vệ sĩ. Chỉ cần con bé kia xuất hiện lập tức đuổi đi ngay. Dạ được. Mẹ, khi nào rảnh con sẽ làm ngay. Không phải đợi rảnh mới làm. Làm ngay bây giờ đi. Bà nội à, nội không thể làm vậy. Con và Vũ Hy đã là vợ chồng hợp pháp. Tụi con cũng đã đăng ký kết hôn rồi. À, chào cô. Tôi đến để thanh toán viện phí cho bệnh nhân ở phòng 405. Cho hỏi anh muốn quẹt thẻ hay là trả bằng tiền mặt? À, quẹt thẻ. Ờ, thật là ngại quá, cô đợi chút nha. Ừ, alo ba, bây giờ con đang ở quầy thu ngân của bệnh viện. Phí tiền của con đã lỡ để quên ở nhà rồi, làm phiền ba mang đến đây giúp con nha. Dạ được rồi, cảm ơn ba. Con chào ba. Mẹ, con đã lâu lắm không nghe mẹ nói gì rồi. Tại sao khi con càng đến gần đến thành công thì mẹ lại... Đây chẳng lẽ không phải là điều mẹ muốn thấy hay sao? Anh Triệu, quá đơn viện phí của mẹ anh tháng trước đã có rồi. Cảm phiền anh qua đó nộp viện phí. À, cảm ơn. Được. À, được, ba biết rồi. Được rồi, Vũ Triết. Ừ. Cô y tá, bệnh nhân ở tầng này có ai tên là Trương Hân Mỹ hay không? Ờ, có. Làm phiền ông đăng ký vào đây đi. Bệnh nhân đang ở phòng 408 đó. À, được, cảm ơn cô. Hân Mỹ à, đã bao nhiêu năm qua không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhớ năm xưa khi cùng anh Triệu hợp tác làm ăn, lúc đó chúng ta còn đang độ tuổi xuân thì chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Hân Mỹ à, tôi rất lấy làm tiếc, tôi thật sự có lỗi với anh Triệu. Cũng vì tôi không chăm sóc tốt cho Triệu Hà. Nếu không phải hôm nay tôi tình cờ nhìn thấy Triệu Hà thì có lẽ suốt cả đời này chúng ta khó lòng có thể gặp lại được.
vậy cô hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lúc khác tôi sẽ đến thăm cô. Anh cô nhận ra tôi sao? Hương Mỹ, cô hãy khoan kích động. Kích động không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng quá kích động mà. Bà chắc chứ? Bệnh viện ở nước ngoài chữa được hay sao? Tình trạng của mẹ tôi càng lúc càng xấu đi đó. Cậu yên tâm, tôi đã hỏi thăm kỹ rồi. Có một bác sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi sẽ mau chóng sắp xếp để mẹ tôi chuyển viện. Phải rồi, đừng quên vừa hộ chiếu của mẹ tôi đó. Lần trước khi chi tiền cậu đã hào phóng đến như vậy, cho nên tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu cứ yên tâm đi. Được rồi. Hân Mỹ à, cũng không còn sớm nữa. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi khác tôi sẽ lại đến thăm cô. Cô muốn gì? Đây sao? Là cái này hả? Đây. Cô muốn cho tôi, muốn cho tôi xem nó sao? Tôi đem về nhà đọc có được không? Vậy tôi đi trước đi. Oxy, mau nói vào. Đúng, tiếp tục ấn đi, chỗ này. Tiếp tục ấn vào chỗ này. Cậu đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi đến để viếng thăm gì? Đã đi đến bước này rồi, cậu vẫn chưa thể buông bỏ hay sao? Đó là chuyện của tôi, không cần cậu lo. Triều Hàng à, đời người ngắn ngủi, sao cậu cứ nhất định phải sống trong thù hận kia chứ? Ở trên đời này nếu như thù hận quá nhiều thì yêu thương sẽ ít đi. Cậu đã sống trong thù hận 20 mấy năm rồi, chẳng lẽ cậu không thấy đau khổ hay sao? Nếu dì Linh Thiên ở dưới suối vàng nhìn thấy bộ dạng của cậu như bây giờ, cậu nghĩ gì sẽ được an tâm hay sao? Triệu Hoàng à,
ở trong lòng tôi. Cậu vẫn luôn là người anh em tốt. Những chuyện trước kia đều đã trở thành quá khứ rồi. Tôi thật lòng mong cậu có thể buông bỏ những hận thù, mang theo tình yêu bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng mà tôi đã lún sâu quá rồi. Cậu sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Chỉ cần cậu chịu quay đầu, tôi thật lòng không muốn mất đi cậu đâu. Tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi. Ngô Tú Bình đã đem toàn bộ nhà cửa thế chấp cho ngân hàng, đã vay được 20 triệu. Dùng nhà cửa để thế chấp à? Xem ra Ngô Tố Bình đã hạ quyết tâm phải mua cho bằng được cổ phiếu của Quả Bổn rồi. Diệp tổng, chị xem bây giờ nên làm sao? Cứ chuẩn bị cho đại hội cổ đông ngày mai đã, việc đó quan trọng nhất. Bà Khương à, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép nối van tim cho bà. Sau khi phẫu thuật hoàn tất, bà nhất định phải điều dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể là kích động lần nữa. Hay là... Đợi chút đã. Mẹ, trước khi mẹ vào phòng phẫu thuật, hãy ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này trước đã. Lỡ như... Con chỉ nói là lỡ như thôi. Một khi phẫu thuật không thành công, vậy 8% cổ phần đó của Dĩ Hiên nhà ta, con biết phải tìm ai lấy đây. Xin lỗi bác sĩ, tôi còn một chút việc nhà phải thương lượng, lát nữa chúng ta lại nói sau. Vậy được rồi. Cô ngồi đi. Quá không hổ danh là con dâu hiền nhà họ Diệp. Mẹ chồng cô đã ra nông nỗi này, mạng cũng sắp khó giữ, mà cô vẫn luôn canh cánh số cổ phần đó. Vậy tôi xin hỏi cô, nếu như một xu tôi cũng không đưa, cô sẽ làm sao? Vậy thì không được rồi. Mẹ đừng có quên là chuyện mẹ bịa đặt về mẹ ruột của Dĩ Lan hiện giờ vẫn còn trong tay con. Nhưng cô cũng đừng quên, lần trước chúng ta đã giao ước, Dĩ Hiền buộc phải ly hôn với con gái của Lý Kiên Quốc, bằng không cổ phần của công ty một xu cũng không có. Hả? Quả nhiên đã ly hôn thật. Nhanh vậy sao? Hai đứa nó cứ vậy mà ly hôn à? Cô không gạt tôi chứ? Nếu thật sự đúng như cô nói, vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại mời thư ký của tôi đến, bảo cô ấy soạn hợp đồng. Không cần đâu. Hợp đồng con đã nhờ người soạn sẵn rồi, mẹ chỉ cần ký vào đó là được. Giờ cô hài lòng rồi chứ? Ra ngoài. Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ phẫu thuật thành công. Nhớ đừng để thất bại đó. Dì còn tới đây làm gì? Dì chỉ chọc tức bà nội thôi. Bà nội, nội đừng tức giận với hạng người này. Bác sĩ cũng đã nói, bây giờ nội phải duy trì tâm trạng bình thản mới có ích cho phẫu thuật được. Nội biết rồi. Cứ mặc kệ của ta. Người già rồi, chẳng muốn tranh giành với ai nữa. Nội à, ngày mai sắp phải tổ chức đại hội cổ đông của Quả Bổn rồi. Bây giờ sức khỏe của nội không tốt, cũng không thể tham dự được. Hay là viết thư ủy thác cho con, để con tham dự thay nội. Ngày mai ở trên đại hội, con sẽ tuyên bố sáp nhập tập đoàn Lý Thị. Như vậy nhà họ Diệp chúng ta đã có thể tiến thêm một bước lớn rồi. Con à, sáp nhập tập đoàn Lý Thị không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tập đoàn Lý Thị đó, tuy nói họ là những con lạc đà đói khác, nhưng mà chúng lớn hơn ngựa. Con phải tìm đến chuyên gia để hạch toán, đánh giá tình hình tài chính hiện nay của họ. Ừ, con biết rồi. Lúc trước bà nội muốn con liên kết với tập đoàn Lý Thị, chẳng phải cũng vì chuyện này hay sao?
Con chỉ muốn thay bà hoàn thành thôi. Nhưng mà so với việc sáp nhập, điều mà nội bây giờ lo lắng nhất chính là chuyện con bị tòa án triệu tập. Nếu như để xảy ra chuyện đó thì con định giải quyết ra sao đi? Nội cứ yên tâm, Lý Kiến Quốc đã bị con đuổi khỏi cuộc chơi rồi. Hiện nay tập đoàn Lý Thị do con toàn quyền quyết định, con còn có nhiều cách để đối phó ông ta. Cho nên bây giờ sáp nhập tập đoàn Lý Thị chính là cơ hội tốt nhất. Vậy được, nội sẽ kêu thư ký đến soạn thay nội bức thư ủy thác.